Kính chào quý vị khán giả, tôi là Lê Nhung, nhân viên phụ trách truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thưa quý vị, phong cách tân cổ điển là một trào lưu kiến trúc đáp ứng đầy đủ được các tiêu chuẩn thẩm mỹ cũng như sự nhạy cảm thị giác và nhiều yếu tố khác, nên nó được lựa chọn khá nhiều cho các công trình quy mô từ trước đến nay. Về cơ bản, kiến trúc này được lấy cảm hứng từ văn hóa, từ nét cổ điển của phương Tây. Một ngôi biệt thự phải đảm bảo được rất nhiều yếu tố như công năng sử dụng, sự phù hợp với không gian bên trong lẫn bên ngoài của cuộc sống hiện đại, nhưng đặc biệt phải là đầy đủ tiện nghi và an toàn tuyệt đối cho gia chủ. Theo đó, một căn biệt thự tân cổ điển pha trộn chút cách tân hiện đại sẽ thu hút được mọi ánh nhìn. Và ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu biệt thự 2 tầng tân cổ điển đẹp, một tác phẩm được Kisato thiết kế cho gia đình anh Nguyễn Quốc Hồi tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Như quý vị có thể theo dõi trên màn hình, các đặc điểm nổi bật của phong cách tân cổ điển được thể hiện ở hệ thống khung mái vòm, các trụ cột đường nét trang trí một cách tỉ mỉ. Chính những đường nét kiến trúc độc đáo này khiến cho ngôi biệt thự 2 tầng tân cổ điển của chúng ta trông nên khỏe khoắn và chắc chắn. Bên cạnh đó vẫn giữ được nét nhẹ nhàng, ngọt ngào mà duyên dáng. Căn biệt thự này là sự kết hợp hoàn hảo giữa những đường lối thiết kế dứt khoát, vuông thành sắc cạnh, giúp cho ngôi nhà tăng thêm tính thẩm mỹ. Những cột trụ được thiết kế vuông vắn tạo nên dáng chắc khỏe cho ngôi nhà. Những đường lan can bo tròn, đối xứng thiết kế tỉ mỉ, giúp cho ngôi nhà trở nên hoàn hảo hơn. Phần chân và phần cột được đắp to ốp gạch giả đá màu đen sang trọng, nổi bật lên giữa tông màu trắng chủ đạo của cả căn nhà. Để tăng thêm nét đẹp sang trọng tinh tế đúng như mong muốn về căn biệt thự tiện nghi của anh Hồi, hệ thống sảnh chính tầng 1 chúng tôi sử dụng chất liệu pano gỗ kính cao cấp có độ bền và độ an toàn cao. Phần gỗ được sơn một lớp sơn màu nâu, phần kính có dán lớp bóng kính xuyên sáng. Thiết kế này khiến cho vẻ ngoài của công trình càng thêm phần sang trọng và tinh tế. Hệ thống cửa kính cũng được sử dụng ở các cửa sổ, vừa giúp ngôi nhà đón chọn ánh nắng tự nhiên, vừa tăng thêm vẻ đẹp hiện đại. Thiết kế bậc ngũ cấp khiến cho ngôi nhà trông cao hơn so với chiều cao thực tế và đồng thời tạo cảm giác gọn gàng, thanh thoát. Với hệ thống mái thái màu xanh kết hợp với các console ô thoáng, mảng tường xanh giúp ngôi nhà mang nét đẹp của châu Âu. Thiết kế mái không chỉ có giá trị thẩm mỹ cao mà còn được đánh giá là một trong những mẫu nhà có thiết kế hợp phong thủy với người Việt. Thiết kế mái có độ dốc thoải hợp lý, thoát nước nhanh vào mùa mưa, thoáng mát về mùa hè. Đồng thời, với thế mái cao ráo cân đối cho nên được đánh giá là khá tốt cho dòng vượng khí lưu thông vào trong nhà. Màu xanh của mái thái cũng giống như màu xanh của bầu trời, tạo cảm giác vô cùng gần gũi với thiên nhiên, kết hợp với tông màu trắng chủ đạo và màu nâu gỗ của cửa, khiến cho ngôi nhà càng thêm phần nổi bật. Căn biệt thự này rất được chú trọng đến phần tiểu cảnh ở bên ngoài, từ sảnh chính cho đến sảnh phụ được bố trí thêm nhiều cây xanh để tạo nên một không gian vô cùng thoáng mát và trong lành, cũng như tạo nên một không gian lý tưởng giúp các thành viên trong gia đình có nơi nghỉ ngơi và thư giãn. Với kinh nghiệm và năng lực đã được khẳng định, Kisato tự hào sở hữu bộ sưu tập mẫu biệt thự tân cổ điển quy mô được chủ đầu tư, đối tác và đồng nghiệp trên toàn quốc đánh giá cao. Những công trình độc đáo trong thiết kế, chất lượng trong thi công, mang thương hiệu Kisato ngày càng được phủ sóng một cách rộng rãi trên khắp các tỉnh thành của cả nước.
Nhận được yêu cầu của gia đình anh Hồi thì công ty Kisato chúng tôi đã cử một đội ngũ khảo sát dày dặn kinh nghiệm cùng với trang thiết bị hiện đại về tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Kisato với 5 đội ngũ khảo sát chuyên nghiệp có thể phục vụ quý khách hàng ở tận nơi trên góc 63 tỉnh thành. Bạn ở bất kỳ nơi đâu trên mảnh đất hình chữ S của chúng ta, cho dù là miền Nam hay ngoài Bắc, cho dù là nông thôn hay thành thị, cho dù là đồng bằng, miền núi hay hải đảo xa xôi, chúng tôi đều có thể mang tới những dịch vụ tốt nhất của Kisato đến tận cho gia đình bạn. Chúng tôi là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực kiến trúc sử dụng những công nghệ hiện đại và những ứng dụng với chất lượng tốt nhất hiện nay như máy bay Flycam kết hợp với GPS, kính thực tế ảo để đo đạc hiện trạng khuôn đất và xem phong thủy từ trên cao. Sau khi tiến hành khảo sát hiện trường khu đất và lắng nghe những mong muốn của gia chủ, chúng tôi đã lên phương án thiết kế công trình mẫu biệt thự 2 tầng tân cổ điển như sau. Chiều sâu của công trình được tính là 11,4m được chia làm 4 lưới trục. Từ trục 1 đến trục 2 là 4,89m, từ trục 2 đến trục 3 là 2,42m và từ trục 3 đến trục 4 là 4,09m. Chiều ngang mặt sảnh chính của công trình là 7m được chia làm 3 lưới trục. Từ trục A đến trục B là 3,5m và từ trục B đến trục C là 3,5m. Việc bố trí mặt bằng công năng tiện nghi khoa học cũng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự hoàn hảo của một ngôi nhà. Vì thế, lên phương án mặt bằng các tầng được kiến trúc sư đặc biệt coi trọng. Làm sao để có thể mang lại một cuộc sống hạnh phúc là nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho các thành viên trong gia đình. Hiểu được một cách sâu sắc điều đó thì chúng tôi luôn đã cố gắng bố trí các phòng một cách thật hợp lý cho gia chủ. Sau đây chúng tôi xin phép được giới thiệu tới quý vị và các bạn công năng sử dụng của mẫu biệt thự này. Như quý vị có thể theo dõi trên màn hình là công năng tầng 1 với một phòng khách, một phòng bếp kết hợp với phòng ăn, một phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Từ sảnh chính bước vào là không gian phòng khách rộng rãi với diện tích là 26,76m2. Phòng khách thiết kế liền với khu vực bếp và phòng ăn tạo nên một không gian vô cùng thoáng mát. Và đặc biệt khi chúng ta mở cửa ở phía sảnh phụ thì toàn bộ không gian sẽ thêm phần dễ chịu, đón được những ánh nắng hay là gió trong lành từ thiên nhiên. Đối diện bếp là phòng ngủ 1 với diện tích là 12,65m2, có bố trí vệ sinh khép kín rộng 3,07m2. Khu vực vệ sinh chung được bố trí ở phía sau bếp và cạnh đó có cửa thông ra sân sau của công trình. Với công năng tầng 2 bao gồm một phòng thờ, 3 phòng ngủ, một phòng vệ sinh và một sân phơi. Từ cầu thang bước lên tầng 2, chúng ta sẽ đến với phòng thờ được bố trí đáp ứng theo yếu tố phong thủy và nhu cầu của gia đình. Phòng thờ rộng 7,46m2, có ban công rộng hướng ra phía bên trái của công trình để tạo nên một không gian thoáng mát, hòa hợp với thiên nhiên. Khi gia chủ thực hiện các nghi thức thờ cúng, không gian cũng sẽ không bị quá bí bách. Ba phòng ngủ được thiết kế với diện tích lần lượt như sau. Phòng ngủ 2 có diện tích là 12,26m2, phòng ngủ 3 có diện tích là 11,37m2 và phòng ngủ 4 có diện tích là 11,07m2. Trong đó, phòng ngủ 2 và 3 đều được thiết kế ban công rộng từ 2,17 cho đến 3,7m, là không gian lý tưởng cho tất cả các thành viên được nghỉ ngơi thư giãn, ngắm nhìn không gian xung quanh hoặc là tập thể dục thể thao mỗi ngày để có thể rèn luyện sức khỏe. Ba phòng sẽ dùng chung khu vực vệ sinh, cạnh cầu thang và khu vực sân phơi ở phía sau. Thưa quý vị, bên cạnh vấn đề thiết kế theo phong cách nào, kiểu dáng nào thì chi phí cũng là một trong những vấn đề khiến nhiều gia chủ khá đau đầu. Chắc hẳn sau khi xem xong mỗi nhà mà chúng tôi thiết kế, quý vị và các bạn cũng có thắc mắc rằng công trình mẫu nhà này sẽ tốn bao nhiêu chi phí phải không ạ? Với mỗi một ngôi nhà với những vật liệu sử dụng khác nhau, giá nhân công tại các khu vực lại khác nhau cũng sẽ dẫn tới giá thành khác nhau. Tuy nhiên, khi bạn sử dụng dịch vụ thiết kế trọn gói của Kisato, bộ phận dự toán của chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn bóc tách vật tư, thống kê một cách đầy đủ nhất, chi tiết nhất các vật liệu thiết bị trong căn nhà của mình, cũng như ốp giá thành nhân công, vật tư vật liệu chính xác tại nơi bạn sẽ xây dựng để có thể đưa ra được một bảng dự toán chi tiết nhất. Và ngoài ra, chúng tôi còn có 9 bộ phận chuyên trách khác tương ứng với các dịch vụ vàng của Kisato như bộ phận khảo sát, nghiên cứu phong thủy, bộ phận kiến trúc, bộ phận kết cấu, bộ phận điện nước, bộ phận ảnh 3D, review video và giám sát quyền tác giả để trả lời mọi thắc mắc của người thợ cũng như là gia chủ trong quá trình triển khai thi công xây dựng. Bạn cũng đang muốn có một mẫu nhà như thế này hay đang có một ý tưởng muốn xây một công trình theo phong cách riêng mình và trong tầm tài chính? Bạn hãy gọi cho chúng tôi theo số hotline 096 345 9288 để được tư vấn cụ thể và đăng ký thiết kế các mẫu nhà đẹp nhất. Với tất cả những quy trình chuyên nghiệp, nhân viên tận tâm, giàu kinh nghiệm và năng lực chuyên môn, Kisato cam kết sẽ mang đến cho quý vị chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tham khảo công trình biệt thự 2 tầng của gia đình anh Hồi tại Thái Nguyên. Nếu như bạn cũng đang có nhu cầu thiết kế một công trình mang phong cách của riêng mình thì đừng ngần ngại gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 096 345 9288 để được tư vấn cụ thể. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Kisato để tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi cùng chiêm ngưỡng những thiết kế các mẫu nhà đẹp nhất và độc đáo nhất. Một lần nữa, Kisato xin được kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. We'll be right back.